Anh em ạ, mình vừa mua được chú chuồn mồi của anh em. Gạ mãi thì anh em cũng nhượng cho chú chuồn than anh em ạ. Chú chuồn than mồi con này thì bị ngoái nội nặng luôn. Nhưng được cái hót rất nhiều. Đấy, em vừa mang về đây anh em ạ. Đấy, lộn nhỉ. Hôm nay thì chú chim trào màu mà bị mất, có nghĩa mình bị mèo hay chuột của cô em nó đưa mình chữa trị ạ. Thì nó đã đủ lông đủ cánh rồi. Thì bây giờ mình sẽ thả ra anh em nhé. Thả về thiên nhiên. Đây anh em. Đi về đây. Nào đi ra đây con. Con này màu khá đẹp. Nhiều anh em hỏi mình là tặng cho anh em, nhưng mà thôi mình thả về cho thiên nhiên, cho nó về với thiên nhiên anh em ạ. Bảo tặng cho anh em nhưng mà thông cảm. Tại vì thằng cô em nó bảo là chú nuôi được thì để nuôi, nhưng mà mình không nuôi. Đi đi. Không chịu đi à? Đi đi con. Đi đi. Đi đi. Đi. Không chịu ra anh em ạ. Không chịu ra đấy, đi. Được rồi. Rồi ok. Ôi, một chân đứng chỗ kia nó hơi khó kìa. Đây anh em này. Không biết liệu ra về thiên nhiên nó có đi kiếm ăn không. Chắc đi kiếm ăn được anh em ạ. Đủ lông đủ cánh rồi. Đây. Đứng một chân ra ngoài thiên nhiên là đứng không được vững lắm. Mai sau nó sẽ quen. Đó. Đứng lên xà phơi kìa. Ấy 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 ấy. Chú chim chuồn than này hót ao anh em, hót liên mồm. Ôi, con này muốn xuống tắm anh em ạ. Mình thả đi nó không đi, lại xuống muốn xuống tắm à. Em muốn xuống tắm anh em ạ, để mở cửa lồng cho nó tắm xong rồi đi sau vậy. Hay ở đây cũng được, cứ quanh quanh nhà đây cũng được. Đó. Nó không thèm bay. Kìa. Đứng một chân ra ngoài thiên nhiên nó vẫn chưa được vững lắm. Mình nghĩ là nó vẫn kiếm ăn được thôi, vì là đây anh em này. Trên kia mình có để hoa quả đến chim đến hàng ngày nó đến ăn. Và đây này. Đây này anh em này. Để cả chuối đây chim xuống nó xuống ăn này anh em này. Cả trên cây này. Ở đây bên mình cho bọn chim nhà tắm. Và hôm nay mình cũng có xuống nhà ông anh mà mình bắt được tổ chim đầu vụ, mình đưa cho ông anh nuôi thì cũng có được hai trống hai mái, thì mình cầm con trống với một con mái về nuôi anh em ạ. Hôm nay mình xuống lấy bắt đầu thay lông báo à. Ui dồi. Bắt đầu thay lông báo rồi anh em ạ. Đây con này con mái này, con kia con trống này. Con trống nhìn đẹp không anh em? Anh ở nhà anh nuôi này, cắt hết cái lông cánh của nó đi. Đang muốn tắm anh em ạ. Thả nốt ra để cho nó vào lồng tắm nhé. Đấy, ý định. Đây, xem nó tự vào lồng tắm không? Mở cửa lồng tắm lên cho nó tự vào. Đấy, con trẻ kia đang muốn tắm kìa. Còn con mào kia thả nó không đi. Đấy, quanh quẩn đây, muốn tắm à. Ơ, con này lại chui lồng đi rồi. Ra tắm đi con. Con này con mái. Anh em ạ, con này con mái. Mái thì cái mỏ cằm dưới nó vẫn bao giờ nó vẫn màu nhạt hơn con trống. Hai con kia muốn xuống tắm rồi kìa. Đây, đi vào tắm này. Đây, chắc là sang tắm thôi vì nó ở nhà anh ấy cho tắm suốt anh em ạ. Ra đây con ơi, ra đây tắm nhanh lên.
Ôi con mèo kia đâu nhỉ? Trông mèo kia bay đi chắc. À kìa kìa, nó xuống dưới đất kìa. Nhìn kìa, nó xuống đất kìa. Còn mất một chân. Đấy, nó lên. Đậu lên kia rồi. Nào ra tắm đi con. Anh em ạ, hai con này không chịu vào lồng tắm, tự nó không nhảy vào lồng tắm anh em ạ, tự nó ra đây nó tắm xung quanh này, tự nó tắm xung quanh ở cái nước ở dưới đất này. Con kia kìa, nó đang chạy kia, lại còn tung tăng đi chơi này. Con kia hót ra đi, hót, xù cá ngựa luôn này. Còn đoạn cuối này thì rất là buồn, đáng tiếc là chú bạch mái của mình đã ra đi rồi. Cái đoạn của nó sưng anh em này. Nó bị con ong hay con gì nó cứng điêng chỗ này anh em ạ. Nó cứng điêng, mình cũng có bôi dầu gió và cũng nghe nhiều anh em chỉ nhưng mà không thành công. Và cuối cùng em nó đã suy và đã đi anh em ạ. Xin chia buồn cùng em bạch mái. Số không may mắn. Ok anh em nhá, bây giờ mình sẽ đem đi chôn anh em ạ. Hơi tiếc, hơi đen.